nhưng không khuyết ý chí. Những người khuyết tật nỗ lực vượt lên số phận để quyết định hạnh phúc cho mình. Vâng, dẫu có khó khăn và vất vả gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần những người bình thường, nhưng những người khuyết tật vẫn lạc quan và khẳng định giá trị bản thân. Đó là thông điệp mà mục hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Những tấm huy chương quý giá nhất của một vận động viên và của một người mẹ là động lực để mình coi như là chiến thắng bản thân mình, lao vào cuộc sống mưu sinh. Những tấm vé số không chỉ nuôi sống mà còn nuôi ước mơ của hai mẹ con. Khuyết tật nhưng không khuyết ý chí. Tự kiếm sống và vượt lên nữa là quyết tâm tập luyện để chinh phục đỉnh cao. Tóc bạc rụng nhiều, thưa, thậm chí là ói trông rất kém thẩm mỹ. Hãy dùng ngay viên uống thảo dược Mass Hair. Mass Hair dùng tốt cho nam nữ bị rụng tóc nhiều, ói đầu sớm. Sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng bởi Đại học Y Hà Nội với liều lượng thích hợp. Tác dụng cho thấy sự tái tạo các nang rõ rệt sau ngày thứ 19 và ngày thứ 26. Từ đó giúp sợi tóc mọc lên nhanh, chắc khỏe hơn. Với thành phần polyactive từ mầm gạo Nhật Bản cùng kẽm, L-arginine, vitamin B5, biotin. Mass Hair hỗ trợ tóc mọc nhanh, chắc khỏe nhờ cơ chế 3 trong 1. Giảm DHT, thúc đẩy sự phát triển của nang tóc và bổ sung vitamin cho tóc. Hơn 10 năm qua, Mass Hair đã giúp nhiều khách hàng của mình thoát khỏi nỗi ám ảnh tóc rụng nhiều, thưa, hỏi. Tôi biết qua được cái sản phẩm Mass Hair, trong đó nó có cái thành phần á, là polyactive và một số thảo dược rất là quý. Tóc con nó ra ngắn mà nó đen. Ồ, vui lắm, thích lắm. Thấy tóc con rõ ràng luôn. Mình đã bỏ, không còn đội nón nữa. Tối ngày cứ đứng trước gương ngắm nhìn, cảm thấy vui lắm, cảm thấy phấn khởi. Sản phẩm này có thành phần là polyactive, với lại có nhiều thành phần thảo dược, nên rất là tốt. Thấy tóc nó giảm rụng, tóc con nó đang mọc ra, nó dày lên rất là nhiều, mà nó chắc, mà nó khỏe nha. Nó lên cái tóc của mình á, cảm giác là nó dày mà nó khỏe, nó không có mỏng mềm giống như cái tóc hồi đó của mình. Quan trọng nhất á, là vui nhất là tháo vào tóc giả dục được rồi, mừng. Mass Hair được Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh. Mass Hair đang triển khai chương trình cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Sản phẩm đã được bán rộng rãi ở khắp các nhà thuốc trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin và cách dùng Mass Hair sao cho hiệu quả, vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800 1564. Xin nhắc lại 1800 1564. Nếu quý vị đang bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày với các biểu hiện nóng rát ở vùng ngực, đau bao tử, ợ hơi, ợ chua, hãy dùng ngay viên uống thảo dược Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm đã được Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu và chứng minh hiệu quả. Kết quả cho thấy tác dụng điều trị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày của Bình Vị Thái Minh tương đương với Esomeprazole, một loại thuốc chữa trào ngược, viêm loét dạ dày phổ biến hiện nay. Bình Vị Thái Minh giúp giải quyết các bệnh lý dạ dày theo 4 cơ chế tác động trọn vẹn. 1. Giảm tiết axit dịch vị, ngăn hiện tượng trào ngược axit dạ dày. 2. Hỗ trợ kiềm vi khuẩn HP, cải thiện tình trạng viêm loét, giảm đau bao tử. 3. Bao bọc bảo vệ niêm mạc dạ dày, hồi phục vết loét. 4. Kích thích tiêu hóa, tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày, giảm trào ngược ở hơi, ở chua. Bình Vị Thái Minh hiệu quả tốt đối với người bị trào ngược dạ dày thực quản, người bị viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh đã giúp rất nhiều khách hàng của mình thoát khỏi căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Sử dụng cái tháng đầu tiên của cái Bình Vị Thái Minh này thì là
tôi cảm thấy là thuyên giảm rất nhiều về bệnh của tôi. Cái thứ nhất là không trào ngược lên trên và đỡ rất chi là nhiều cái lõng rát trong dạ dày và nó không bị chướng bụng đầy hơi nữa. Cái về cái ứ nghẹn trong lúc khi ăn thì tôi cũng cảm thấy là thuyên giảm rất nhiều. Sau hơn 3 tháng tôi dùng cái bình vị Thái Minh này thì tôi cảm thấy như là cái bệnh của tôi khỏi được tầm 90% rồi. Tôi uống cái này, sản phẩm này vào là được 2 tháng rưỡi rồi, nhưng mà hiện nay là tôi không đau đớn thì không ho háng nữa, mà tôi không đau bụng nữa, không nóng rát nữa, mà không trào ngược lên cổ nữa, ăn vào nằm thoải mái, không có đẩy lên đây nữa. Thế là tôi ngủ một giấc đỡ ngon lành. Thế mà ăn thì thấy ngon cơm, trước khi lửa bát cơm thôi, ăn xong lại mơi ra, cứ hoa trận nào mà mơi ra hết. Thế mà giờ tôi cứ ăn 2 bát cơm đầy là ngon lành, cảm thấy sức khỏe sướng, không có đau, không có nhăn nhó gì nữa. Bây giờ tôi làm vô tư, chứ không ngủ một mạch đến sáng, ăn thì ăn thích ăn lúc nào là ăn được lúc đấy. Thế sướng như thế mà. Quý vị nếu gặp phải các triệu chứng như trào ngược, đau dạ dày, nóng rát ở vùng ngực, ợ hơi, ợ chua, vui lòng gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-6397 để được các dược sĩ tư vấn. Bệnh viện Thái Minh hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Quý vị lưu ý khi mua tại nhà thuốc hãy đọc đúng tên sản phẩm là bệnh viện Thái Minh, có màu nâu trắng của công ty dược Thái Minh để được các dược sĩ tại nhà thuốc có thể lấy đúng sản phẩm cho mình. Bệnh viện Thái Minh ngăn trào ngược, giảm viêm loét dạ dày. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày với các biểu hiện đau bao tử, nóng rát ở vùng ngực, ở hơi, ở chua, hãy dùng bình vị Thái Minh với chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, hãy dùng bình vị Thái Minh. Theo quy luật tự nhiên, quá trình lão hóa diễn ra liên tục, do đó nam giới bước qua tuổi trung niên thì hàm lượng testosterone giảm dần, dẫn đến suy giảm khả năng sinh lý. Các biện pháp tăng cường sinh lý tức thời tuy có tác dụng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, nam giới nên dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên giúp bổ thận và tăng cường chức năng thận, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterone nội sinh, giúp tăng ham muốn và khả năng tình dục. Công ty dược phẩm Tâm Bình vừa cho ra mắt sản phẩm Veganam Tâm Bình, được bào chế từ 8 thảo dược quý gồm dâm dương hoắc, ba kích, sâm cao, sơn thù, khỉ tử, nhục thung dung, nhân sâm và lộc nhung, kết hợp 4 tinh chất hiện đại như tinh chất bá bình, bạch tật lê, hào và testosterone. Veganam Tâm Bình giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, tăng cường sinh lý nam giới, đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe toàn thân. Đặc biệt, Veganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, cải thiện tình trạng mãn dục nam, hỗ trợ bộ khí huyết, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và giảm tiểu đêm do thận yếu. Veganam, càng uống càng ham. Theo thống kê tại Việt Nam, cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị mỡ máu cao. Mỡ máu bám vào thành mạch cản trở lưu thông máu, dẫn tới hoa mắt, chóng mặt, tê bì chân tay. Nếu không có biện pháp hỗ trợ có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình gồm 7 vị thảo dược kết hợp với nano curcumin và tinh chất bergamot. Mỡ máu Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hỗ trợ giảm mỡ gan, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.